Đỉnh Everest rác của Ấn Độ bốc cháy kinh hoàng. Bãi rác Gazipur ở New Delhi được biết đến với tên gọi Đỉnh Everest rác của Ấn Độ đã bất ngờ bốc cháy dữ dội mà chưa rõ nguyên nhân. Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 21 tháng 4. Ít nhất 8 đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để chữa cháy với sự trợ giúp của 5 máy xúc. Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một phần bãi rác đang chìm trong biển lửa. Nhiều cư dân sống gần hiện trường đã phàn nàn về các vấn đề hô hấp do khói dày đặc bao trùm khu vực này. Phó thị trưởng New Delhi Ali Mohammed Iqbal cho biết, vụ cháy có thể do nắng nóng và thời tiết khô hạn. Tuy nhiên, Sở Cứu hỏa New Delhi lại cho rằng khí mê-tan sinh ra từ bãi rác có nhiều khả năng là nguyên nhân, bởi vì khí mê-tan sản sinh từ quá trình phân hủy chất thải hữu cơ vốn rất dễ cháy. Cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra về vụ việc. Các báo cáo từ khu vực này vào sáng sớm ngày 22 tháng 4 cho biết ngọn lửa phần lớn đã được kiểm soát nhưng vẫn âm ỉ ở một số khu vực. Bãi rác Gazipur đi vào hoạt động từ năm 1984, là bãi rác lâu năm nhất ở thủ đô của Ấn Độ, chiếm diện tích tương đương hơn 40 sân bóng đá. Kể từ khi đạt công suất tối đa vào năm 2002, bãi rác Gazipur đã bị coi là một mối đe dọa về môi trường do khí mê-tan và các loại khí độc hại khác gây ra các bệnh về hô hấp và các vấn đề sức khỏe cho những người dân sống gần đó. Các thành phố của Ấn Độ nằm trong những nơi sản xuất rác lớn nhất thế giới, tạo ra 62 triệu tấn rác mỗi năm. Dự tính đến năm 2030, con số này có thể tăng lên 165 triệu tấn. Trong quá khứ, những vụ cháy do khí mê-tan cũng thường xuyên xảy ra tại địa điểm này. Trong đó, có một vụ cháy lớn vào tháng 3 năm 2022 đã khiến lực lượng cứu hỏa phải mất gần 50 giờ để dập tắt. Bãi rác cũng từng đổ sập xuống một con đường gần đó vào năm 2017, khiến hai người thiệt mạng.